Hi, xin chào ông bà cô chú anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Hôm nay là buổi chiều của ngày thứ năm mấy chú sửa thợ bên nhà em nè. Thì chiều nay thì nhiệm vụ của mấy chú sẽ là chén mấy cái nền xi măng như là đắp cái đường ra ngoài trước cổng. Tính tới hôm nay thì cũng buổi chiều ngày thứ năm rồi, và mấy chú làm thì tổng cộng tầm khoảng 7 ngày mới xong xuôi hết những cái lát gạch và lát đường từ trong ra ngoài. Xong đợt này thì tụi em cũng ngưng vài ngày rồi mới kêu mấy chú qua lót gạch với lại làm trần nhà. Vì làm liên tù tì thì tiền mình phải chi ra cùng một lúc, mà trong túi thì còn được có tí tiền để nhập táo về giao cho ông bà cô chú mình, chứ sợ là ông bà cô chú mình lên đơn lâu mà không có táo giao thì ông bà cô chú mình giận em. 把他录上，嗯，挂到你们老家，嗯，哇，你怎么说，说他怎么说，他是干啥的？嗯，怎么说？瓦工吗？啊，瓦工是吧？对，你们那边有没有这样瓦工？有瓦工，也有是吧？对，开房都有。啊，也有瓦工，也是一样叫瓦工。啊，这是中国的大瓦工，很难的。 哪儿有建筑物的？看不看漏不漏的？差不多，但这屋不进车的话，稍微让那屋薄点没毛病，没事儿。这妥了。嗯。在哪儿？咱见见，有吧？有。 Cái này sau khi mà một lớp cát rồi một lớp xi măng thì mấy chú xịt nước lên. Chờ một xíu hồ nó khô là mấy chú mới bắt đầu chén nền. Cái này đắp xong á, cái mấy chú chép thêm một cái lớp xi măng nữa không bà cô chú, là mình nhìn thấy nó sạch sẽ với lại nó gọn ha. Bên này ở trên thị trấn em á có học chợ nè ông bà cô chú. Cái hoa lái liền cơ. Bây giờ cha chi rồi mà. Giờ chi rồi mà. Chi lấy bia, lấy bia. Chi đâu chu rồi, hảo. Lái liền cơ. Sư bố liệu chi rồi. Sư bố liệu chi rồi. 啊，吃不了鸡肉是不是？啊，全是猪肉的。对的，啊啊啊，猪肉的。所以就要忘啊。啊。来，哎，三个也是三个。来三个呀。啊，好。都刷酱是吧？嗯。一刀刀，八十八。
80磅。 好的，谢谢。 Em chở A xã đi mua vật dụng để cho mấy chú làm á. Thì hôm nay ở ngay thị trấn có họp chợ. Sáng nay thì em với lại ba lại A xã chưa có ai ăn cái gì hết trơn á. Lúc đứng mua bánh á, em mới nhớ sực ra là ba cũng chưa có ăn. Cho nên là em mua 3 cái. Xăng dao tôi xào xiên như trên nào 3.5 tệ hả? Ây da. Nó để vào. Nó nói đó. Khang thấy nó họ rồi. Anh xã với mẹ chồng yêu thích ăn chuối. Ông bà cô chú. Ai yêu người nếu ba mọi người ai chứ. Ớt sữa khoai hả? Ai chứ. Xong rồi. Nhán chuối này là 70.000 tiền Việt mình. Ớt sợi khoai. Cái này 多少钱一斤啊？多少钱一斤？七元哈，这也七元，但这也是这边的，哎，都是好的，皮薄一点，这个就皮薄的，这边瓜你看不像嫁接那瓜一样，好了，二十块零八毛，二十块哈，嗯。 2.8 mà. Ra đưa bánh cho ba chồng em ăn trước. Tại vì mấy ngày nay làm sớm á, cho nên sáng sớm ba qua mà ba chưa có ăn không bà cô chú. Thường á là ba qua coi mấy chú làm trước rồi xong rồi ba mới về ăn sáng. Xin cho cái bình ba. Dò bao cho ăn nè. Ba xin nãy xưa mà. Xin cho giang thay cho trang mua liễu. Lao sang lãi xưa. Thay dò bao cho ăn thay trang mua liễu. Tôi ba lao, ba, lao sang lãi. Ba chồng em kêu là đói không có chết được đâu. Em nói là đói không chết mà đói lát nữa đói tấp riết luôn á. Hôm nay là mấy chú đắp ở đây. Gạch với lại mấy cái đồ dư ở nhà em nó cũng còn nhiều lắm. Cho nên là chỉ còn một chút xíu là có thể đắp được đường rồi. Bữa trước á, nguyên một cái xe đó thì em thấy là anh dưỡng thôn cho người xúc ra. Thì em thấy cái chỗ xúc rồi ông bà cô chú. Bữa nào á mà em cần dùng để mà xây bếp hay này kia thì em có thể ra lấy lại một ít. Em lựa gạch ngon em chở về ngược lại. Còn bây giờ là như đây gạch là đủ để mấy chú đắp đường rồi nè. Ba chồng em ăn bánh. Thank you.
Nay anh ba đang bắt điện nè bà cô chú. Mấy cái đường ống bên ngoài thì anh ba có bỏ cái gió ống nhựa vô. Cái này hình như ông bà cô chú mới gọi là ruột gà hả? Gió gà. Ừ, ở trước đang đắp. Cái chỗ này nó có mấy cái cục xi măng đất đá đồ lồi lúc trước người ta xây á. Bây giờ tụi em đắp gạch thì đắp nó không có đều được ông bà cô chú. Đây là giờ sẽ làm một cái đường để mà trồng hoa ngay chỗ này dọc ra đó. Mai mốt thì mình sẽ trồng cây đây, rồi mình mua cái cây kiểng rồi để ở đây thì nó sẽ đẹp. Nhìn, kiểu như là mình che cái khuyết điểm đi á. Giờ chú bắt đầu xây nè. Ba ba. Dạ nắng rồi.好，忙了。好，我这我在研究。 今天少自己能拿了哈。啊。嗯。Hôm nay chỉ có 5 người thôi ông bà cô chú. Tại vì việc ở trong là làm xong rồi, hôm nay chỉ làm ấn trước á, cho nên là bớt đi mấy người, còn 5 người. Thêm anh ba làm điện nữa là 6 người. Cho nên là cơm hôm nay nhà em mua chỉ tốn 140 tệ, là tầm khoảng 500.000 tiền Việt mình á. Chịu. Ăn cơm xong á là bây giờ mấy chú bắt đầu đắp đất để cho nó bằng thẳng nè. Sáng về nhà em á, em với ba là sẽ cũng phụ nhau làm để cho nó nhanh chút.你妈还得说，哎，给我闺女累着了。没有啊，真的，你不说别的，就是还闺女累，这咱俺啥也不，你也都不干，这还有这啥也不得啥，多好，嗯。
À xài lấy cái này chà, từ lúc mà xài chà xong là mấy chú lót gạch nhanh hơn, tốc độ nhanh hơn hồi sáng rất là nhiều luôn á cả nhà. Ê, như vậy chắc có thể nhanh xong hơn một chút. Ba chồng em nói là làm cho nó láng o như vậy xong rồi đắp nó dễ hơn. Đắp như vậy tôi cũng biết đắp nữa. Nhưng mà sáng giờ qua giờ mấy chú hồi, nhưng mà hồi sáng thì mấy chú đắp cái khúc bên kia lâu quá trời lâu. Xong rồi qua tới đây sẽ nói chồng lâu quá, sẽ cầm mấy kia sẽ cà sẵn cho. Giờ mấy chú đắp nhanh quá trời nhanh luôn. Như vậy là thấy là ngày công hiệu quả rồi nè. Chứ hồi đắp không biết khi nào mới xong luôn á. Xong ngày thứ sáu nha bà cô chú. Ngày mai một ngày nữa, đúng một tuần luôn, đúng 7 ngày luôn. Em mua một xe cát bên này là 240 tệ ông bà cô chú. Xe cát dạng cát mà giống như đá chỉ á, cát sỏi á nha. Vậy là video của em hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã yêu thương và xem hết video của em. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo vào ngày mai.